Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tai3.com. Và trong cái video này mình sẽ trên tay review cho các bạn về một cái sản phẩm, đó là vòng tay Trâm Dạ Ngọc dây gút đỏ may mắn nha. Những cái sản phẩm này với cái giá mình mua được trên sàn đỏ là giá 15.000, thì các bạn có thể bấm vào cái link mô tả bên dưới để các bạn mua sản phẩm này nha. Mình có để cái link cho các bạn luôn. Đây. Đó, như các bạn thấy đây, rất là đẹp nha, nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Ở đây nó có chỉ ngũ sắc ở đây nữa, hai bên. Thì dòng tai phong thủy này thì hiện nay là một cái sản phẩm về thời trang, cũng giống như là một cái sản phẩm về phong thủy và mang để điều may mắn cho cái người sử dụng khi mà đeo cái sản phẩm này lên. Vì vậy các bạn rất là ưa chuộng, từ các bạn từ Hà Nội nè, Hồ Chí Minh và những cái bạn ở quê thì cũng đang dần dần mua những cái sản phẩm này để sử dụng rất là nhiều. Thì hiện nay trên thị trường nó có rất là nhiều loại sản phẩm như thế này, được chế ra từ nhiều cái vật liệu khác nhau, và được cái người mà người ta làm thì nó cũng có nhiều cái thành phần từ kim loại cho đến ngọc, và những cái sản phẩm từ ngọc thiệt cho đến ngọc giả, hoặc là những cái sản phẩm được làm từ ngọc anh hoặc là đá. Thì các bạn cũng thấy tiền nào thì nó sẽ tương thích với những cái sản phẩm đấy. Ví dụ như bạn mua những cái sản phẩm nó bằng ngọc thiệt thì nó sẽ đắt hơn một tí, nhưng mà các bạn sử dụng lâu dài thì nó sẽ đẹp. Và những sản phẩm như thế này thì 15.000 phù hợp để các bạn vừa phong thủy mà vừa thời trang luôn. Đối với các bạn học sinh sinh viên thì đi học thì thông thường không có tiền nhiều để mua những cái sản phẩm vòng tay phong thủy mà nó đắt tiền quá, thì cái việc các bạn bỏ ra một cái số tiền từ vài trăm ngàn cho đến 2-3 triệu đồng để mua một chiếc vòng như thế này thì cái điều gần như là rất là ít các bạn sinh viên làm được, trừ khi các bạn đó là có tiền nhiều hoặc là làm ra tiền thôi. Còn đối với những cái sản phẩm giá từ 10-20 ngàn cho đến vài chục ngàn thì các bạn có thể mua được trong tầm tay. Thì vậy mình sẽ mua và review cho các bạn để các bạn có thể tham khảo và có thể mua để sử dụng nha. Thì nói tới dòng tay phong thủy thì các bạn cũng phải biết cái dòng tay phong thủy đó là màu đỏ thì luôn luôn mang sự đến may mắn cho các bạn, sự phồn thịnh nè, niềm vui và hạnh phúc đó. Một chuỗi dòng màu đỏ như thế này thì rất là nhiều ý nghĩa, thể hiện tình cảm và lòng từ bi nè, can đảm, sự che chở, bảo vệ và may mắn. Thì các bạn khi mà sử dụng dòng phong thủy cũng phải tìm hiểu, nếu mà các bạn muốn mua dòng nào nó tự do thì các bạn có thể mua, còn nếu bạn mua dòng phong thủy á, mua có mệnh luôn, thì các bạn phải lựa đúng cái mệnh của mình để mình sử dụng nha. Rất đặc biệt thì hiện nay thì những cái dòng phong thủy này các bạn cũng đã thấy trên truyền hình, từ những người thường nè, những ca sĩ, nghệ sĩ thì sử dụng rất là nhiều, vừa là cái trang sức thời trang cũng như mà thể hiện. Thì mà khi cái đôi tay các bạn có cái gì màu đỏ lên thì đương nhiên nó phải nổi bật hơn những cái thứ màu bạc hay màu trắng khác nha. Đây, các bạn thấy đây, như bạn đã thấy đây, hai bên thì nó sẽ có hai cái viên đá màu trắng này, ở chính giữa thì có viên đá hơi to, thì ở hai bên này thì có sẽ có hai cái chỉ ngũ sắc kết hợp với một sợi dây màu đỏ chạy dài xuống. Cái này đã sử dụng dây gút nha các bạn, dễ thao tác chứ dễ mở ra lấy vào. Thì khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này á, các bạn hạn chế không xuống nước nha. Khi mà xuống nước thì bạn biết rồi, chỉ thì nó phải ngấm nước, mà khi mà nó ngấm nước rồi vô tay các bạn nó sẽ gây ra, nếu mà tay các bạn kỵ nước thì nó sẽ gây dị ứng và rất là khó chịu. Nên mà khi sử dụng sản phẩm này mà các bạn có lỡ ma xuống nước á, thì cũng phải để cho nó khô, hoặc là muốn xuống nước thì phải tháo ra nha. Bây giờ mình sẽ thử vào tay để các bạn xem được là khi mà đeo vào tay nó sẽ như thế nào nha. Đây, thì mình cũng đã mượn được một cái tay của một người xa lạ để mình sẽ gắn vào cho các bạn xem nha. Khi mà các bạn đeo dòng phong thủy á, các bạn phải chú ý điều này nè. Nếu mà đã sử dụng dây gà thì làm sao, nếu mà sử dụng dây gút bạn phải gút hai sợi dây này cho nó đều nha, đừng có để một cọng trên một lệch thì nó rất là dễ xúc ra. Với lại khi đeo vào tay các bạn thì nó cũng không được thẩm mỹ nữa. Đây, mình sẽ đeo cho bạn thân, mình sẽ thị phạm vào tay người này các bạn. Đây, như bạn đã thấy khi mà đeo vào tay thì nhìn rất là đẹp. Thì khi bạn đeo dòng này thì các bạn cũng vô tư kết hợp với những cái loại dòng hoặc là vàng khác, hoặc là những cái nhẫn hoặc là chuỗi phong thủy khác để tôn lên cái sự sang trọng của bạn. Nhưng mà khi mà các bạn đeo nhiều quá thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng là nó bị tạp màu đi, nó bị rối loạn lên đi, các bạn nhìn nó tay bạn xấu lắm, nên các bạn phải tối ưu hóa ra, đeo một hai sợi hoặc là những cái nào đó cảm thấy nó đẹp và cảm thấy phù hợp với những cái trang phục của các bạn thì bạn hãy sử dụng thôi nha. Tránh trường hợp mà lạm dụng sử dụng nhiều quá thì nó sẽ gây ra cho bị tay nhìn vô ta bị rối mắt lắm. Đó, như bạn đã thấy dây này nó cũng dài, nên các bạn nào tay mà nó mỏng mỉm một tí thì cũng không sao nha, sử dụng được hết. Tại dây của nó dài từ khoảng từ 17 cho đến 22 cm lận, nên cũng yên tâm. Sản phẩm này thì hiện nay cũng có những cái sản phẩm phù hợp cho nam và nữ, thì nó sẽ chia ra hai bên.
một bên là nam, một bên là nữ. Nếu bạn nam nữ thì các bạn lựa chọn hoặc là hỏi cái nhà bán hàng. Còn có những sản phẩm nó trung tính nữa, trung tính có nghĩa là nam nữ gì đều sử dụng hết, tại vì nó bên cái nhóm sản phẩm thời trang trung tính thì nam nữ gì các bạn đều sử dụng hết nha. Nên các bạn yên tâm mà sử dụng, không ngại về sản phẩm nam hay nữ gì đâu. Đeo cái này cũng là may mắn, cũng là thời trang, cũng là phong cách của các bạn, bạn vô tư mà lựa chọn thôi. Còn bây giờ thì mình, nếu mà các bạn cảm thấy video này hay á, thì bạn hãy bấm like, share và subscribe kênh tayche3.com của mình. Bằng cách là lúc bạn xem, bạn nhìn bên góc màn hình tay phải á, thì nó sẽ có một cái nút logo thì nổi lên xuyên suốt, thì bạn bấm vào đó cũng được. Hay là bạn nhìn ở dưới thì có nút subscribe nếu bạn sử dụng phiên bản tiếng Anh, và nút đăng ký nếu bạn sử dụng phiên bản tiếng Việt, thì các bạn có thể bấm vào đó để đăng ký ủng hộ cho mình nha. Bạn muốn mình review gì sản phẩm nào thì các bạn hãy comment bên dưới, thì mình sẽ cố gắng mua về và làm review để gửi đến các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại bạn trong những video sau. Bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.